Việt Thảo rất thích ăn ở hip hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng hip hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Các bạn ơi, trong khi xem video clip của Việt Thảo, khi nào thuận tiện nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Yeah. Hôm nay ngày 9 nha, không có cái plan đi rõ ràng chỗ nào. Bây giờ đó, bữa nay cái chỗ nào mà mình chưa đi, mình nghĩ tới mình sẽ đi. Ăn ở đâu hay là ghé thăm người Việt Nam chỗ nào, chùa hay là nhà thờ, chỗ nào có người Việt Nam là mình tới. Chưa biết đi đâu nha, hãy cùng theo Việt Thảo. Nhưng mà trước hết là mình đi ăn trước cái đã. Ăn đâu chưa biết luôn, tới nơi rồi biết. Yes. Mình đi ăn nhanh thở. Dạ rồi. Yes. Đây là cái California pizza đó. Là chỗ đó là mình ăn cái gì? Ăn rất nhiều thứ, nhiều món lắm. Em ăn đồ mặn, thầy ăn đồ chay. Dạ không có, nếu đi với thầy con ăn chay được đâu có sao đâu. À, giỏi vậy đó. Nhưng mà thôi, thầy mời đi, dành cho thầy tuyệt vời. Đời nào anh em cũng ăn. Mà thầy ăn rồi đi. Nhưng mà như thế này, thay vì đi ăn bên ngoài, mình ở trong chùa có gì ăn nấy vui hơn thầy? Thôi, thôi, bận quá, thành ra thầy đâu có qua công việc mà, chứ đâu phải qua đi chơi với dạ. Người sinh đó. Rồi, con bữa nay con thăm thầy nghe, rồi mô Phật, dạ, dạ bài, dạ, dạ. Mở cửa kìa, phòng breakfast gì đó. À, còn tiệm Việt Nam mình chỗ nào? Tiệm Việt Nam mình đang Sài Gòn. Mở cửa chưa? Sài Gòn mở cửa chưa? Mở cửa 11 giờ. 11 giờ. Ok, bây giờ như gì? 10 giờ rồi. Cái tiệm nail của vợ em làm á. Dạ. Có gần đây không? Dạ, bên cạnh đó em. Ok, như vậy ghé tiệm nail vợ em trước nha. Rồi xong rồi mình qua đây mình ăn. Ok. Yes. Ok. Tiệm gì? Rainbow Nails, yeah, Rainbow, phải không? Nails, Rainbow Nails, ok, cho anh xuống đi. Yeah. Anh có cái này cho vợ em nữa nè. Hôm nào nó đi làm không à. Yes. Hello. Ai là chủ à? Dạ đúng rồi, dạ. Dạ chủ đi rồi. Dạ. Dạ. Chờ ở đây được không? Dạ được. Na đâu? Dạ. Anh tiện Na đi anh đi Thảo. Na đây là vợ của anh Thọ nè. Hôm nay anh Thọ chạy vòng vòng chở tụi anh đi quá trời, nhưng mà em chỉ đi một lần một ở Polynesian. Nhé, yeah, rồi bữa đêm về em đi làm luôn. Nhìn cái mặt nó coi tham tiền lắm, nó lo đi làm. Nè, có cái này. Dạ, có gì tặng cho em không? Cá cơm. Dạ. Cơm cái gì đó? Dạ, cơm chạy. Cơm chạy. Trời, nói chuyện đặc luôn á, cơm chạy. Không có em đâu. Từ từ. Cái này thịt bò. Tại vì đó, nhỏ này nó mang tiếng ăn vặt dữ lắm luôn. Em không có ăn vặt. Dẫn rồi. Có thì nó chia ra. Kẹo me à? Dạ. Vừa lòng người ăn giặt chưa? Dạ. Dạ. Ok. Vui. Dạ. Ở đây là bao lâu rồi? Mở tiệm này được bao lâu rồi hả? Dạ. Chị manager, dạ. Cái bên. Đây. Mở được bao lâu rồi? 15 năm. Ở đây thuộc thành phố nào? Kế bên đây bên hết đúng không? Dạ,
đây là Honolulu. Đương nhiên Honolulu nhưng mà cái này kêu bằng Kaimuki. Kaimuki. Yeah. Kaimuki hay Kaimuki? Kaimuki. Dạ yeah, đây là cái khu Kaimuki. Vậy các bạn đến với Honolulu, đến với đảo Oahu, đến với gần Diamond Head, nhớ tìm cho được cái tiệm này làm nail. Dạ. Yeah. Yeah. Rainbow nail. Bây giờ nằm móng tay anh dài quá rồi làm liền được không? Em có nàng tên Na. Na. Bây giờ móng tay anh Thảo nó dài thòn dơ hay nè. Bây giờ mình cắt bớt cho mình sửa sửa lại cho nó sạch một chút được không? Dạ. Cái ông này cái tay dơ hay mà quay. Cái tay dơ hay mà quay cái gì? Dạ. Làm cho em chút xíu thôi, mau thôi. Tại chị Sara là người làm lâu nhất, còn em là người không có, không có. Anh không cần làm đẹp. Anh chỉ cần làm xấu xấu thôi. Tại cái bàn tay đẹp lắm rồi. Anh chỉ cần người đẹp làm thôi. Không phải nào. Không, ai cũng được nào. Chị làm được không? Chị làm được không? Dạ, chị Sara làm đi. Chị Sara làm đi. Trời, tôi chưa thấy cái tiệm nào vô duyên như tiệm này nha. Khách tới mà đẩy qua đẩy lợi hoài. Bất cứ người nào, bất cứ người nào. Bất cứ người nào giúp giùm anh Thảo. Tại cái bàn tay nó mười mấy ngàn nó xấu quắc rồi. Nè, da thon nè ha. Nhưng mà không cần làm lâu làm mau anh đi. Nha. Dạ. Ngồi đây nha. Rồi. Yêu xấu quá à. Tự nhiên đẹp cứ đi tiếp tục dạ. Kim Thọ đứng đúc ngoài à, Kim Thọ vô, Kim Thọ vô. Thọ vô, 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 vô. Hello. Cái tàu bậy ra đến nhòm nhòm cái gì. Nãy tính vô đi liền. Ok, tiếp tục anh đẹp ha. Dạ, dạ. Mấy người đẹp đó, cái ở lại phải không? What you doing now? Yeah, you doing now? Yeah, nó dơ quá rồi, bàn tay dơ quá rồi. À, như thế này, à, mình cắt móng, à, cắt móng chừa chút đừng sâu quá. Ừ. Và cái thứ hai nó dơ đó, sửa một chút thôi. Okay. Dạ. Nhanh cho anh thôi. Dạ. Em là vô nghề này là bao lâu rồi? Dạ, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ. Là ở đây luôn hay là ở đâu tới? Dạ, ở Huế có. Không, ở Huế qua đây. Nhưng mà đầu tiên là có ở trong đất liền không hay là vô thẳng qua Hawaii? Ở Cali. Cali, rồi bên đây người ta tìm người. Dạ, dạ em là thợ giỏi người ta nhận. Anh thợ dở. Ồ, dạ. Oh, thì ra ở đây là thợ dở người ta mới nhận phải không? Lâu cái làm cho người nổi tiếng cái rung tay nó. Không có, thường thường ở nhà dài đó, anh không có thời gian anh đưa tay anh cắn à. Đưa như miệng cắn à. Yeah. Cái gì nó không qua cái duyên. Tụi anh sáng nay định đi ăn. Dạ. Yeah. Rồi đi lại tiệm kia thì nó chưa mở cửa. Rồi hỏi mới biết là sát đây có ghé luôn. Tại sao quen anh Thọ vậy? Tại sao quen anh Thọ kìa? Làm sao trả lời đây? Đầu tiên là anh Mai Quốc Huy, ảnh đón anh qua đây để quay video phóng sự. Thì anh Mai Quốc Huy cuối tuần cũng phải đi hát, với là anh quen nhiều anh em ở đây đó. Thì giới thiệu người này quen người kia kéo nhau đi giúp. Và cuối cùng anh Thọ là người giúp nhiều nhất luôn. Một cái người đàn ông mà đáng chê trách vô cùng. Ham vui bỏ vợ ở nhà. Phải không Thọ? Dạ, ông hiền khô. Ông này hiền nha, không phải là khi gặp mặt vợ mới hiền. Ông ngoại cũng hiền khô vậy đó. Ai biết được, có người hiền mà không có người thì không hiền. Hay là sợ nhiều khi ông bị vợ ăn hiếp quá ông hiền luôn. Đẹp ha, giống như Nhật ha, có răng khểnh. Anh Thọ thì biết chọn người ghê luôn. Gia đình em qua hết không? Dạ. Chỉ có một mình em. Làm bao nhiêu chắc bót gửi về nhà giúp. Dạ. Em làm manager của tiệm. Ồ dạ không. Ủa? Chỉ làm lâu năm. À làm lâu năm thôi. Mình có manager chứ phải không? Tiệm phải có chứ. Dạ chị đi rồi. Chị à hả.
khách Việt Nam mình có đến đông hay là chỉ là khách ngoại quốc hay khách bản xứ? Khách Nhật nhiều. Mà cái đó là local, là ở đây chứ không phải là đi. Qua đâu không? Dạ thưa qua 10 ngày. Dạ. Để thu hình xong rồi mình đi về. Rồi bình thường đi làm là mình nấu cơm theo hay là mình trưa mình ở đây có nhà hàng mình ăn? Đem theo anh. Đem theo luôn. Dạ. Rồi thường thường nấu cái gì ăn? Cơm, cá, thịt, rau, canh chua này kia. Cái chồng em làm nghề gì? Có chồng. Đấy. Sầu quá ai ưa. Sầu quá không ai ưa. Em người Huế. Dạ. Yeah. Dạ. Cùng quê bên Thọ. À hả. À cùng quê luôn. Như vậy là em học nghề là học bên đây đúng không? Hay là biết từ Việt Nam rồi? Học ở Việt Nam. Ồ. Oh. Em biết làm nail từ Việt Nam. Học tới chưa có làm, qua đây mới làm. Qua đây mới làm. Nhưng mà qua đây chắc mình cũng phải học lại để có bằng bên đây đúng không? Dạ. Học lý thuyết. Có một điều nhiều người ở Việt Nam người ta muốn đi làm bên Mỹ đó. Dạ. Thì người ta phải làm sao đi được, giống như trường hợp em là phải bảo lãnh hay là vì bên đây cần thợ mướn mà mình qua. Trường hợp mình giống như đi hợp tác lao động này kia mà. À. Nên nó phải có công ty người ta làm cho mình. Công ty bảo lãnh. Dạ. Em không được quyền trốn ở lại. Dạ, đúng bao nhiêu năm mình phải về hay làm giấy tờ. Dạ. Nhưng mà tốt, có công ăn việc làm là quá tốt rồi. Dạ. Thường thường á, một bộ móng tay này đàn ông đàn bà mình giá tiền giống nhau hay khác? Dạ, giống nhau. Giống nhau hết. Dạ. Làm cái này gọi là gì? Manicure. Manicure tức là mình làm sạch móng tay thôi, không cần sơn. Mà sơn tính tiền khác phải không? Không. Ủa? Giống nhau. Mà sơn cũng không sơn cũng giống. Thí dụ một bộ gì giá bao nhiêu? À, chân tay thường thì 35 đồng. Nước bàn tay không? Bàn tay không thì 14 đồng. À 14 đồng. Mà có sơn không? Sơn hay không sơn giống nhau. Rồi bây giờ thí dụ anh sơn cái gì? Sơn màu đen. Màu đỏ đi. Hai người trả lời giống nhau, sơn màu đen màu đỏ đi. Đen. Hả? Thế. Đàn ông á hả? Đàn ông sơn nhiều chứ. Đàn ông vô sơn nhiều lắm anh. Mà sơn màu đen? Màu đen hoặc là màu xanh đậm. Ủa thiệt á hả? Có. Có khùng không vậy trời? Vô đây thường lắm, sơn hoài á. Nhưng mà đen thiệt. Bây giờ tưởng tượng cái móng tay ra mà đen thui nữa giống gì trời. Mà thiệt, lý do tại sao đen mà không. Ôi bây giờ màu đỏ, màu vàng, màu xanh là cho phụ nữ rồi. Đàn ông sơn màu đen. Mà mày đen nhìn được không? Cũng để. Đến sơn thử đi. Ôi trời má ơi. Chưa bao giờ không dám đâu. Sơn xong đi rồi không đẹp thì chúng nó đi ra rồi chùi. Sơn mọi ngon mọi màu. Dạ thôi, dạ thôi. Chứ đàn ông hay đánh bóng á anh. Vô đi sơn vui vậy đó mà. Tụi nó vô sơn, sơn vui vậy. Lệ lọc rồi. Giờ ha, khi làm rồi mới thấy cái móng tay mình đấy giờ. Bây giờ cái chuyện người đàn ông mà đi làm móng tay, móng chân là bình thường. Hồi xưa người ta cười dữ lắm luôn á. Phổ biến rồi anh ha. Dạ. Làm đẹp. Cũng như nè, làm nail là phụ nữ. Nhưng mà bây giờ đàn ông vẫn làm nail được. Ngày xưa đó là người phụ nữ làm móng tay móng chân. Đàn ông bây giờ vẫn làm móng tay móng chân nè. Đàn ông, đàn bà, phụ nữ hay là phụ nam thì không cần biết. Làm đẹp mà, đúng không? Dạ. Thường thường ở đây đó, người Nhật á, người ta đến làm người ta có cho tiền tiếp mình không? Dạ, cho chứ anh. Và giữa người Nhật với người Việt, người nào cho nhiều hơn? Em thấy tùy. À, tùy người có rộng lượng hay không thôi. Dạ. Thường thường á, một ngày em làm như vậy tiền tiếp nhiều không? À, cũng tùy ngày nữa anh. Bây giờ cái ngày nhiều nhất bao nhiêu nè? Nhiều nhất khoảng nhiêu? Nói anh vay sao? Hả? Nói anh biết cái anh vay sao? Ủa, đâu có sao đâu, không có sao đâu. Không, mình thực sự mình nói để cho người Việt mình á biết là cái sinh hoạt của mình ở tại Hawaii thôi. Phóng chừng thôi, ví dụ nhiều nhất phóng chừng nhiêu? Tại vì tiền tiếp nó còn tùy theo khách đông, khách ít nữa. Dạ. Cắt về thôi phải không?
Ồ vậy thôi chứ không cần làm gì thêm. Dạ, quá tốt rồi. Rồi vậy là xong phải không? Hình như người ta làm xong người ta có massage nữa mà. Có tính tiền massage tay không? Úi chà, massage tay không tính tiền. Muốn đánh bóng không? Đánh bóng cho đẹp. Dạ khỏi, dạ khỏi, dạ khỏi. Trời đi Hawaii mấy bữa mà cái tay đen thui ha. Về cái con nước da Hawaii rồi đó. Ừ. Em cô Hawaii đem về luôn đi. Đi Hawaii về có nước da heo quay. Thường thường mình làm cho khách đó, mình có phải massage tay không? Có người cọ có người không. Ồ, người nào muốn thì nói. Mà không không nói thì mình phải làm luôn. Cái đó có trả thêm tiền không? Chị muốn cô cắt đó. Có trả thêm tiền không? Có tính không có. Nếu mà người ta muốn massage lâu hơn á, thì mình trả 1 phút 1 đồng, 10 phút 10 đồng. À, 1 tiếng là 1 tiếng là 60. Dạ. Vì cái mình làm vài cái mình nghỉ 1 phút cái trừ lên đồng. Thôi được, làm chơi tôi cho vui cho biết. Dạ, bên này nè ha. Ô cho làm ra cái tay nó khác hơn. Làm như cái tay mình được massage nó mềm mại hơn. Nó mềm mại hơn. Này nó có oi á. Dạ. Moist. Thường thường ta cho tiếp bao nhiêu? Một người đó, thí dụ là một bộ 14 đồng, 15 đồng. Nếu mà cái tay không á, thì thường ta cho 5 đồng. Là 19 đồng là 20. Dạ. Có ai cho tới 30, 40 không? Cũng có. Wow. Khách quen. À, khách quen. Thí dụ là 15 đồng. Người ta cho nhiêu? Cho 20. Là maximum lớn nhất luôn rồi đó, là cho 20 đó. Còn có người cho 30. Là tổng cộng là tới 50 luôn đó hả? Em xui. Ủa có người nào cho 50 chưa? Ở có chứ, ví dụ nó em đồ này kia người ta cho nhiều. À là tại vì khách quen làm nhiều lâu năm rồi, bây giờ cái đó giống như lâu lâu người ta thay vì mua quà người ta thưởng. Không, anh muốn nói bình thường mỗi ngày đó, khách làm thường thường cao nhất cho tiếp bao nhiêu? 20. Là người đó là sợp phải không? 20 cộng với 14 là họ cho thành 34. Yeah. Trung bình là 5 đồng. Trung bình là 5 đồng. Còn nếu mà khách thường thường bình thường đâu có ai cho tới 30-40 phải không? 20 là nhiều. Yeah. Đâu ai khùng dữ vậy phải không? Đâu ai khùng dữ vậy phải không? Cũng có. Nhiều người thấy làm nghề này cực khổ đấy. À, rồi xong rồi đó. Em lấy khăn nóng. Dạ dạ dạ. Còn được khăn nóng nữa, khăn nóng lao. Anh cảm ơn em đã làm móng tay của anh cho sạch và đôi bàn tay của anh nó mềm mại. Bữa nay lần đầu tiên nha, em sẽ gặp người khách khùng ha, được không? Làm xong rồi không trả tiền. Ok luôn. Ok luôn. Yeah. Được làm cho người nổi tiếng là vui rồi. Em nói cái câu đó chết cái người nổi tiếng. Nếu mà người nổi tiếng đến làm vì là người nổi tiếng em không tính tiền, giống như lợi dụng đúng không? Cho nên ngày hôm nay em gặp không phải người nổi tiếng mà gặp người khùng. Ok, xong. Ủa, làm gì nữa? Này alcohol sát trùng á. À, alcohol sát trùng. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh Việt Thảo nhiều. Cái này là gửi cho em cái này. Dạ năm chục. Cảm ơn. Chụp bật nhan. Cảm ơn nha. Đừng nào anh qua hai quay lại nữa kiếm em nha. Bình thường không có nói câu đó đâu. Mà thấy làm móng tay, gửi tiền tiếp nhiều, nói cái câu lần nào anh qua Hawaii nữa lần lên làm móng tay em nữa nha. Vui. Cảm ơn. Ủa nó tên gì quên rồi? Sarah. Hả? Sarah. Sarah. Cảm ơn Sarah. Thank you. Ok, mình đi. Dạ, bây giờ mình kiếm cái gì ăn đói bụng rồi. Đó các bạn. Người Việt Nam mình ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu. Và bây giờ hợp tác lao động từ Việt Nam vẫn có thể qua đây làm những cái ngành nghề mà chính những người Việt Nam ở bên Mỹ họ phải học nghề bên đây. Nghe, như chị Sarah vừa rồi là chỉ hợp tác lao động thôi. Cho nên các bạn, cơ hội, cái cơ hội dành cho người Việt Nam mình ở trong nước vẫn còn. Mình có thể đi làm việc được ở tại Hoa Kỳ. Nhiều bạn hỏi tôi làm thế nào để sang đây làm việc. Có cách hết.
và cái đời sống của người dân Việt Nam gắn liền với ngành nail khắp nơi, điều đó không thể phủ nhận được từ trước đến nay và từ đây mãi mãi về sau. Một trong những cái công ăn việc làm gắn chặt với người Việt Nam ở tại hải ngoại. Đi ăn cơm. Ê, bây giờ đi ăn cơm. Chụp chung cái đi nè, chụp chung cái. Cảm ơn, cảm ơn. Sorry, check your time. No, ngoài kia đừng, anh lên video hay hơn, cứ chụp bình thường. Làm nhanh đi sao? So beautiful. Beautiful. Hurry up, hurry up, hurry up. Everybody waiting for you. Hurry up, hurry up. Yes, 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 yes. À, nhìn cái máy này, đừng nhìn ông kia. Nhìn thỏ. Yes. Rồi, cảm ơn. Go back to work or you get fired. Bye. All right, thank you, bye bye. Mahalo. Yeah. Bên tiệm bánh mì ba lẻ hôm trước mình đến ăn, kế bên này có cái Fantastic Sam's, là một cái tiệm làm tóc nha, salon rất nổi tiếng ở tại Hawaii, của chị Kim Hoa, người Việt Nam mà mình không biết, sau này liên lạc mới biết, bây giờ ghé lại thăm. Fantastic Sam là cái thương hiệu rất nổi tiếng ở Hawaii, nó gắn bó với cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam. And color first. Oh. Chắc sớm quá cho nên chưa thấy ai hết. Hello. Oh. Tự nhiên. Hello. Cứ việc làm tự nhiên. Không sao. Cứ làm bình thường, không có gì hết. Anh lại coi. Không sao. Lâu quá không gặp anh. Bạch Kim Hoa đúng không? Bạch Kim Hoa đây. Ừ. Lâu quá không gặp anh, nhớ anh mới chừng luôn. Hồi đó đi hát chung nhờ. Thôi cứ làm cho khách ghé thăm chút được. Hoa này hoa tươi hết phải không? Hoa đó hoa tươi sao được, hoa tươi thì có phải. Hoa đó nêu vào đây. Cái chỗ này chỗ ăn uống này, ui cha đem lại nè. Để coi có gì trong này nè. Đây là nước chanh nè. Cái này của ai? Này cơm. Mang theo ăn. Gì đây? Bữa nay lục nha. Coi cái đời sống của người công nhân hay người đi làm. À, cái này bánh mì. Mì ngọt, thơm quá. À da,
Cái này là kho thịt hay là răm thịt ở nhà đây? Thịt. Này có ai đi Kim Hoa? Này có ai đây? Gì xấu hổ thế? Đồ ăn của ai? Xấu hổ quá. Chà, vô chua, vô chua. Ông này kia là xấu hổ quá. Đâu vậy xấu hổ? Kìa chắc cái này chắc món cành quá. À không phải. Su hào xào với thịt bò. Đó, ngon không? Đó các bạn thấy sinh hoạt rất bình thường, người Việt Nam ở đâu cũng giống như vậy. Đi làm có thể đi ăn ở tiệm nhé, đơn giản thôi. Mình có thể qua ba lẻ mua bánh mì cũng được, order thức ăn cũng được. Nhưng mà có đôi khi khách đông quá cô không chạy đâu được, thôi thì rảnh tay bước vô lấy cái đồ ăn ra hâm ăn liền tại chỗ. Nhưng đó cũng là một cách save được cái money, save được tiền. Hay không phải riêng tiệm này nha, người Việt Nam nào ở đâu cũng vậy. Có đôi khi ăn tiệm không thích, thích mình nấu cái món mà mình thích mình mang theo ăn. Nói là vậy, tức miếng tạp tại sáng giờ chưa ăn gì hết, tính đi ăn mà tiệm 11 giờ mới mở cửa. Giờ làm gì nói chuyện được không? Cái food của em trong này nè, trong này là văn phòng của em nè. À, vô coi văn phòng bà chủ. Em là chủ phải không? Em là chủ. Mà nghe nói cái fantastic gì, cái bằng fantastic gì? Fantastic Sam. Sam, yeah. Là nổi tiếng Hawaii. Dạ, yeah. Tại vì cái này là nationwide franchise. Là yeah. Em được cái franchise đi luôn ở Hawaii. Yeah. Hawaii, tiểu bang Hawaii là national. National. Là cả toàn quốc Hoa Kỳ đó. Dạ. Yeah. Wow. Mỗi tháng phải trả tiền franchise. Mỗi tháng phải trả tiền franchise. Nhưng mà cái lợi tức vô rất nhiều. Lợi tức thì tùy theo cái địa điểm anh. Uh-huh. Em mà địa điểm mình nhiều. Ngon. Uh-huh. Có một cái chỗ khác. Em mấy cái franchise? Ôi, một cái đủ rồi. Một cái đủ rồi. Người Việt Nam có đến làm đông không? Có đến Việt Nam, mấy bên này hai cô không có làm đây. Bên này có con cô này nè. Không, ý muốn nói cái khách Việt Nam khách, có. Dạ, ít lắm. À, à khách Mỹ. Em gì để khách chờ có sao không? Dạ, this is Mrs. Chang, Cynthia. Uh-huh. She do a color. Yeah. But she is a local. Uh-huh. The Chinese local. Uh-huh. She not speaking Vietnamese. Bạch Kim Qua này hát hay lắm đó nha. Một câu đi, làm câu ơi. Làm câu coi. Hát câu ơi, hát câu nghe. Lâu lắm không hát rồi. Anh ơi có bao nhiêu. Rồi sao đó? 60 năm cuộc đời. Biết thọ không? Dạ, yeah. Lâu quá không gặp. Ừ, đúng rồi. Dạ, yeah. Lâu quá không gặp. Thôi được. Như thế này. Em là ở Hawaii Kai đúng không? Dạ, yeah, Hawaii Kai. Hawaii Kai. Một cái Hawaii Kai, dạ. Yeah. Rồi. Có một bên em này, fan chai. Cho nên các bạn, đi Diamond Head, đi Hawaii Kai. À, đâu nữa, ở gần đây còn một cái khu nhà giàu nhà nữa. Ở đây nữa, còn một cái này đằng kia nữa. Còn một cái còn tên gì đó thọ? Cô Marina. Dạ, còn một cái tên nữa mà mình đi thăm được tên gì? Kahala. Kahala, dạ. Dạ, khi các bạn đi đến những cái khu nhà cửa, đi coi nhà, mua nhà hay đi chơi cho biết nha. Nhớ nha, làm tóc nha, đủ loại nha. Fantastic Sam rất nổi tiếng luôn, nationwide nha, ở tại Hawaii. Yeah, yeah. Bạch Kim Qua làm chủ. Yeah. Dạ dạ dạ, chỉ vậy thôi. Bấm vô Google, đến đây. Người Việt gặp người Việt rất vui. Người Việt gặp người Việt, phục vụ người Việt. Nói gì nói đi chơi ở đâu không biết, gặp người Việt cho vui nhé. Đúng. Hôm nào trở đúng về đó. Mainland, welcome. Em hôm nào em gặp anh. Dạ. Trước sau giờ em trở qua Hawaii bên đó nữa. À hả. Rồi có dịp nào mình sẽ gặp nhau. Chừng nào qua bển cho anh biết. Ngày nào. Để chi? Đằng ngày em qua bên Mainland, anh qua Hawaii nở. Yeah. Ok, cảm ơn. Thank you for your time. Yeah, alright. Thank you. Ok, bye. Cái bên trong này là của em này nè, thấy không? Ở văn phòng của em. À, đây là văn phòng riêng của Kim Hoa. Ồ, đây là có camera hết, nhìn thấy hết trong phòng này nè. Thấy không? Nè, thấy anh Thọ đứng nè. Dạ. Thấy người khách đang ngồi nè. Dạ. Chị đâu? Ồ, mình điểm soát được hết. Bữa nay mang cái gì? Bữa nay mang cái đó. À, cái chuyện này đây Ed. Simon. Cá salmon ăn với cái này zucchini. Zucchini. Dạ. Yeah. Vậy rồi. Ừ. Rồi vậy đó không ăn cơm. Không, không ăn cơm. Rồi biết chân đây là biết ngay liền. Rồi ăn với chuối, còn cái này. Cái này
crunchy for the yep. snack. Lý do tại sao ba lẻ cái bên này mình hôm qua mình mua đồ ăn cho nó khỏe khỏi mất công làm ở nhà. Dạ, yeah. Nhưng mà em ăn hoài nó ngán. Ăn hoài ngán, thật ra đừng có xạo. Sợ mập. Sợ mập. Noodles, rice, trời ơi, tụi yep. em phô vừa làm nha. Ừ. Coi còn Duyên dễ sợ chưa? Trời, bà đứng sân khấu quậy tàn canh luôn á. Ra không? Lâu lắm không có gặp. Mà lâu lắm em không có đi hát anh nào. Dạ thôi, thôi. Làm cho nó thoải mái đi. Sống đây là quá sướng rồi. Đúng rồi. Dạ. Lâu em thích đi chơi. Duyên thôi được, cảm ơn em rất nhiều. Hôm nào dạ. gặp anh nữa, anh qua bển rồi anh dẫn em đi hát, đi chơi. Dạ được, dạ được. Đó cho thấy cái đời sống người dân Việt ở đâu cũng vậy. Ừ. Và người Việt Nam mình ở bất cứ nơi đâu cũng vậy. Ừ. Cũng là Việt Nam, cũng chân chất, cũng vui vẻ và cũng hài hòa. Ừ. Và tình cảm rất là cởi mở rộng lượng dành cho mọi người. Thích Việt Nam lắm. Hãy nghe anh Thảo qua mà nó không có gặp Việt Nam buồn lắm. Ok. Trời ơi, em thương Việt Nam dễ sợ. Thích Việt Nam lắm chứ bạn. Ok, rồi. Cảm rồi nha. Ừ, thank you nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Thôi mình đi. Cái này mình ngồi làm cho khách người ta chờ lâu kìa. Cái này mình ngồi xe mình cắm cho ăn chơi. Dạ ăn dạ chơi. Thôi cảm ơn. Dạ thôi. Thôi hả? Thôi. Hãy chơi. Được. Ừ. Tụi anh đi ăn sáng bây giờ. Ok. Rồi. Bye bye. Dạ. <Yeah. cười> Rồi. Cứ lên cho khách, Rau gì cảm ơn. Qua bà lẹ. Ủa? Bán cho 50 ổ bánh mì. Quay. Hai anh. Trời. Bán cho 50 ổ bánh mì. Đang qua thăm ba lẹ chọc kẹo. Nó chơi với đi qua thăm chị Kim Hoa. Dạ dạ. Đêm thôi ba về ba chửi đó. Dạ. Về cái tội. Em cũng bận quá, em cũng cái chị nói tại sao mà anh Thảo tới mà em không gọi cho chị, cái chị nói em cũng đang bận quá à. Thành dạ. ra bữa nay ghé dạ. thăm chị một chút. Hello dạ. Rồi nha, đi thăm anh em dạ, chút xíu dạ. đi liền. Dạ. Rồi lót cho khách đi, lót cho khách. Cà phê không? Dạ không, dạ không, dạ không. Dạ. À, từ giả luôn tại vì sẽ bay về đất liền nha. Qua nữa, tới rồi nè. Sẽ tới nữa, sẽ còn nữa. Rồi nghe, bye. Lần này mình trở lại thiền viện chân không. Tại vì hôm trước mình đến, mình không có gặp thầy. Rồi sau đó thầy liên lạc. Cho nên trở lại phải thăm thầy. Không thăm thầy là có tội lớn lắm đó. Dạ yeah. Có một điều Việt Thảo sai mà tới đây lại rồi mới nhớ. Thiền viện chân không chứ không phải là tu viện. Đương nhiên tu viện cũng là chùa, thiền viện cũng là chùa, nhưng mà cái tên chính thức của nó là thiền viện chân không. Thiền não dứt, trí tuệ khai. Hay không? Đi vô để coi kiếm thầy đâu nha. Mình không có báo cho thầy biết trước luôn. Thở đừng nói thở.
thầy đây nè. Thọ. Mô Phật. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ hòa thượng ơi. Good news. Dạ, tụi con đang ở ngay thiền viện. Quá sức. Đánh đòn có bác Quỳ Hương thầy ông luôn. Dạ. Ok con. Hòa thượng đang ở đâu? Hòa thượng đang ở đâu? Thầy đang trên lầu, đang trên lầu. Con lên lầu nha. Ok con. Ở chỗ chánh điện không hay là chỗ nào? Ở chánh điện, chánh điện. Rồi, con lên chánh điện liền. Dạ, dạ mô Phật. Dạ, dạ. Đây là chánh điện đây. Đi qua kia. Dạ mô Phật. Dạ con nghe. Dạ mô Phật. Sao bữa nay mới là trở lại lần thứ ba ha. Dạ. Chào mấy anh em con. Ủa nào? Dạ Thọ. Sao rồi, hôm nay Hiệp hả? Dạ Hiệp đây. Mô Phật con. Còn đây anh Thọ. Anh Thọ là thổ địa đây. Thọ biết. Dạ biết. Sao dạo này lâu quá không gặp nha con. Dạ con cũng bận. Dạ hả? Bận quá hả? Dạ. Lâu quá không có gặp rồi, nay không biết tụi con còn ở đây không? Dạ con thì còn đây mà vợ của con thì đi rồi. Ồ vậy hả? Qua bên Cali rồi. Ồ vậy à. Dạ. Đó thôi cũng chia sẻ. Dạ. Tụi con, không sao thầy đừng lo. Dễ thương lắm mà lâu quá không có gặp đó. Nó nói vợ cũ nó đi. Cái đó đúng. Vợ mới nó tới có nè. Cho nên cuộc đời nó phải có đổi thay vô thường đó con. Thành ra cái vị trí nó không thay đổi. Nhưng mà người đổi thay. Không, nó dễ thương. Dạ. Thì nó rất là dễ thương, lâu quá không có gặp thôi. Dạ. Khi thầy bận thầy đi Phật sự là nó lên. Dạ. Không có. Thôi bữa nay mừng con lo cho anh Việt. Dạ. Thảo với anh Hiệp nha. Dạ. Mấy bữa nay con đi chung với mấy anh đó hả? Dạ. Thôi được, mấy anh để đi thực hiện được những cái việc gì mấy anh tâm nguyện, mấy anh muốn. Thứ nhất là giới thiệu cho bà con của mình khắp các nơi trên thế giới biết được cái tiểu bang Hawaii, người Việt, cộng đồng của mình. Dạ. Ở đây sinh sống sao nhiều khi ta qua ta chơi với người ta không có thăm viếng, ta quay phim chụp hình cho cá nhân gia đình thôi. Còn Việt Thảo là anh làm gì chứ public, cái quần chúng, công chúng mà người Việt tị nạn mình thì khắp năm châu. Yeah, anh lên rồi. YouTube là ai cũng biết hết trơn. Yeah, ta gọi thì quá chừng nên Việt Thảo tới đây. Thì nói, tới mà ảnh không cho thầy gặp cái mặt ảnh với chúng nào hết trơn. Thì yeah. Bữa nay nói thôi về, trước khi về cho thầy gặp thầy thăm. Yeah. Anh lên hai lần nữa, lần thứ ba. Yeah. Bữa mời về đây đó con. Yeah. Về đây ngủ mà chắc anh với Hiệp nghĩ là chắc lên chùa cũng bất tiện. Thôi cũng được. Tại mấy anh em đi làm việc mà. Yeah. Chứ đâu có phải đi vì cái sinh đi chơi đâu. Yeah. Thôi không sao, bữa nay lên là thầy mừng. Thầy nãy giờ thầy chần chừ. Không biết là có lên không, mình có nên đi công chuyện chút không. Nhưng mà đều không cần thiết. Mà quan trọng là mấy anh em á. Yeah. Rồi trưa nay sao? Nếu mà cũng phải ăn trưa. Dạ. Nếu mà tụi con ở chùa đó thì tụi con save được 4,000. Bốn ngàn đó con cúng dường cho chùa con đẻ nữa. Không, nhưng mà khổ cái đó không ở chùa được. Là tại vì tụi con ngoài việc đi thu hình ban ngày, tối về có khi thức sáng đêm, rồi ráp nối, rồi âm thanh đủ chuyện hết, rồi nói nhiều cái, cho nên không thể ở chùa được, chứ không phải không muốn ở chùa. Đúng rồi. Mà thầy, trong khi ở chùa mình không tốn tiền. Đúng rồi, mà bây giờ chùa mình sao trả tiền được? Chùa. Nhưng mà hotel thì cái hotel ở Hawaii thấy gì chứ cũng không có mắc lắm đâu. Dạ, nhưng tại mình ở nhiều ngày. Đúng rồi, nhiều ngày. Nhiều dạ. Ngày nó rẻ. Rồi có nhiều nhà offer đó mình ở rẻ hơn nửa giá nữa. Nhưng mà thầy thấy đó. Ở nhà 3 phòng mà tụi con cũng không ở được. Nhưng mà quan trọng mấy bữa nay hai anh em đi làm có được việc không? Dạ thưa được. Nhưng mà thầy thấy mấy Phật tử họ lên YouTube á, thì Hiệp làm trong những cái bộ phim đó đó thì có bỏ lên. Thì quý vị có coi, quý vị dạ. có gọi rồi thầy cũng có lên coi. Dạ con thầy cũng mừng lắm. Dạ bữa nay thì lên được. Làm được việc chứ qua mà không làm được việc cũng tội. Dạ được. Bỏ thì giờ nhiều quá đó.
Đó thầy thấy là tụi con sắp sửa đi về rồi đó, mà còn thiếu nợ mười mấy tập chưa có. Tức là mới lên được có hai tập, bữa nay là tập thứ hai nè. Mới tập thứ hai à? Dạ. Nhưng mà làm được mấy tập tổng cộng? Chắc khoảng mười mấy. Rồi quá tốt, vậy tuyệt vời. Thành ra giờ Hawaii của mình là bắt đầu nổi tiếng là nhờ anh Việt Thảo với... Không được, anh Hiệp. Mô Phật không dám. Hawaii đã nổi tiếng trước đã rồi. Đã nổi tiếng rồi. Đã nổi tiếng trước đã rồi. Nổi tiếng là thiên đường của hạ giới Paradise rồi ha. Dạ, dạ. Nhưng mà kỳ này nhờ hai anh em qua nổi hơn nữa. Nổi là gì? Nổi là trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây từ bấy lâu nay sinh sống mà rất là âm thầm. Nhất là những người trẻ tuổi đó thì họ có cái cuộc sống ở đây không ăn việc làm không có được, cho nên họ ra trường, họ đi qua đất liền mà sống, thì cha mẹ họ, những người lớn tuổi senior đó họ còn ở đây, thì những người già ở đây thì họ ăn thường thủ phận với tháng lãnh tiền nhà nước bao nhiêu đó, tiền SSI disability thì bao nhiêu đó thôi, rồi họ đâu có làm gì khác hơn. Trong những cái lĩnh vực media này chỉ có mấy anh em mới đủ khả năng làm, chứ đâu phải ai cũng biết lên máy vi tính biết bấm đâu, thấy không? Chỉ những người mà ta có học thức. Cho tới ngày hôm nay khi đến đây rồi, con thấy có nhiều cái suy nghĩ chính con về Hawaii sai lầm. Sai lầm vô cùng. Người ta cứ nghĩ rằng Hawaii chỉ là nơi đi đến để giải trí, đi đến để nghỉ hè, đi vacation, đi chơi, là một cái địa điểm du lịch vậy thôi. Cái quan niệm đó sai lầm vô cùng. Đến đây rồi mới thấy người Việt Nam mình, con phải dùng cái chữ là giàu có chứ không phải là thường. Những cái ngôi nhà bạc triệu mua để đó đi làm, khi nào rảnh rỗi chạy lên ở chơi một vài bữa cũng có nữa. Đúng vậy, có cái mấy nhà trên núi cũng mấy triệu á. Và nhiều người Việt Nam khắp nơi mua nhà Hawaii đầu tư, cho người ta mướn ở, sinh lời cũng có. Có. Rồi mua nhà để dành đó, đi nghỉ hè cũng có. Người Việt Nam mình từ đi làm công, rồi một chiếc tàu, có tiền rồi sắm thêm, thậm chí có người hai ba chục chiếc, thành công dữ lắm. Nhìn rất bình thường, nhưng mà là triệu phú. Đúng. Thọ cũng vậy nè. Thọ nhìn rất bình thường, cũng là triệu phú. Ở đây lâu á, Thọ. Dạ. Nhưng mà nói cái này Thọ mắc cỡ lắm. Tại vì bây giờ không còn triệu phú nữa. Đó, trong cái đời sống nó vô thường là cái chỗ đó. Dạ. Mình tạo được đó, mất đó. Có người mất đó rồi tạo lại được đó. Con thấy Hawaii đúng là thiên đường. Đúng là thiên đường. Thì thầy ở đây cũng được ba, coi như là 35, 36 năm rồi. Dạ. Thầy sống gần gũi với cộng đồng người Việt rất nhiều, là vì ngày xưa thầy làm cho sở di trú INS ở đây, thành ra thầy giúp. Bởi vì tiếng Anh của thầy rất giỏi luôn. Tại vì thầy ở đây thầy làm việc với ngoại quốc. Xong thầy học ra trường cao học ở đây, thầy mở nursing home, thành ra thầy giúp đỡ cho cộng đồng người Việt, nhưng họ gắn bó với thầy á. Tại vì thầy ở đây quá lâu, mà thầy làm như một social worker ngoài là tu sĩ. Cho nên thầy quen nhiều người lắm, quen nhiều người để thầy connect với lại cái cộng đồng quốc tế ở đây. Cho người Việt Nam để chi, để mình giúp đỡ, nâng đỡ người Việt. Cho nên vì vậy thầy được nhiều người họ thương mến mà họ biết tới. Nhưng mà thầy sống rất là trầm lặng, ngoài những cái hoạt động những các nơi khác thì thầy hoạt động thôi, chứ về đây thầy sống rất là trầm lặng. Ai cần cái gì thì thầy giúp, giúp trong cái lĩnh vực của thầy rồi thôi xong. Về vấn đề tâm linh, về vấn đề social work, thầy đều giúp hết. Cho nên con thấy một điều nữa là người dân ở Hawaii nó bình thản hơn nhiều so với trong đất liền. Đúng. Sống thoải mái lắm. Chính như người Hawaii cũng vậy. Dạ, như sóng biển, như gió biển, như là mây trên đỉnh núi. Nó vậy à? Rất là an nhiên tự tại. Lái xe cũng vậy nữa, không có tranh giành. Cho nên thầy đi đâu về thầy cũng thích về Hawaii. Nhưng mà có lần này đó. Con cũng hiểu lầm cái đầu tiên. Con tưởng Honolulu là Oahu, ở cái đảo Oahu là cái nơi lớn nhất có người Việt sinh sống. Thì cái đông nhất là đúng, nhưng mà nó nhỏ chứ không lớn. Đúng. Lớn tức là Big Island mới Big lớn Island, cho nên rồi con lại hiểu lầm nữa. Con tưởng Big Island là cái số người Việt là đông hàng thứ nhì sau cái Oahu, lại trật nữa. Nó còn đảo khác nhỏ hơn mà người Việt lại đông hơn cái Big Island. Cho nên lần tới con qua. Con sẽ tiếp tục tiếp tục đi qua cái hòn đảo kế tiếp là hòn đảo gì? Maui. Maui. Maui đúng rồi. Maui. Đó. Người Việt cũng đông ở Maui, đó. Maui bây giờ người Việt cũng đông rồi. Con qua đó. Rồi sau đó mới qua tới Big Island. Đúng. Và đi hết 8 hòn đảo. Tuy nhiên mình đi được 6 vì hai hòn đảo kia là của tư nhân. Nhưng con nghĩ con sẽ vô được.
đúng rồi, sẽ không, vô cái được. Đời sống của mấy hòn đảo nó vô được chứ không phải là không, nó thanh bình lắm, nó chẳng có những cái hotel nhỏ. Thầy biết tại sao vô được không? Sao tại vì con tin một điều là có thầy ở đây. Không, kỳ tới qua dạ. Đi rồi thầy dắt đi, thầy cũng thổ địa ở đây. Con nói thầy đừng rầy con tội nghiệp. Kỳ này mấy anh em cho thầy cơ hội mà. Có con họ nè, con nói thầy ca nhạc sĩ của Mai Quốc Huy. Con nói thầy đừng rầy con tội nghiệp. Nếu thầy đi thầy phải giới thiệu rất rõ, nếu không người ta hiểu lầm, tại vì anh Thọ nhìn không có khác thầy bao nhiêu. Đúng dạ. Rồi, nhưng mà có các cái áo này ta phải nhận diện. Hôm nay con đến thăm thầy với con xin lỗi, nhờ thầy truyền đạt lời với thầy phó trụ trì. Hôm trước con đến nhưng mà tụi con vội vã ra đi, phải đi tìm chỗ ở. Rồi trong khi Mai Quốc Huy lại nói ở đây chuẩn bị chỗ ở trước. Chuẩn bị, đúng rồi. Cho nên, thầy gọi về. Đó. Thầy gọi về thì ra lệnh thầy nói khách quý hai người. Mà thầy không biết là hiệp quá. Mai Quốc Huy rất buồn. Mai Quốc Huy cũng sẽ rất buồn. Là tại vì đã nói mà không làm được. Nó ngại. Đúng rồi. Nhan thầy giúp giùm con. Tại vì vậy nè. Mai Quốc Huy là đệ tử của thầy bây giờ, mà là thầy nghe nói là anh Việt Thảo qua nữa, thầy nên Việt Thảo là một người mà của public mà rất là nổi tiếng, mà bây giờ chùa mình nhỏ nhưng mà mình được cái cơ hội để welcome một nhân vật quan trọng tới đây thì very good, thành ra thầy rất là happy. Nhưng mà thầy gọi điện thoại về liền, nói thầy có thầy, nhưng thầy quản viện thầy nói là con có anh Việt Thảo qua với lại một anh nữa, hai người tụi con soạn cái phòng VIP ở dưới. Dạ tội nghiệp con mới lập á, mình mới xây dựng á, chánh điện chùa mới sửa lại mà. Thành ra để cho hai anh nghỉ, trong đó có bathroom riêng, cửa riêng, để cho hai anh đi sớm về muộn, Tàng Huy nó có nói đi quay phim đồ này kia làm việc á. Thành ra nói mấy anh nghỉ, để mấy anh nghỉ nó chứ trên có nhiều phòng đó, tới 11 phòng đó. Cũng như ngày hôm nay thầy nhớ không, thầy hỏi con giờ nào tới con không dám. Thầy mời con ăn cơm con không dám nhận. Bây giờ con xin phép thầy như thế này. Hôm nay là ngày tụi con phải đi để mà gặp hết những cái chỗ mà chúng con thất hứa hoặc là chưa có đến được. Thành ra chắc con không dùng bữa được với thầy. Và những cái gì mà đặc biệt hay nhân vật quan trọng hay cái gì mà thầy nghĩ về con, cho con xin một cái tên mới, nó giống như cái thiền viện của thầy. Sao? Cho con là một người chân không. Chân không, nhưng mà chân không nhưng mà nó có diệu hữu. A Di Đà Phật. Chân không phải có diệu hữu. Con xin con xin bái biệt thầy. Bây giờ lần tới dạ lần tới khi trở lại. Sao? Trưa nay tụi con đừng lo, đừng lo. Chắc có Thọ lo rồi ha. Không phải, tụi con chân không mà. Đến đâu ăn đó. Không thì, sao hết. Thì sẵn hôm nay thầy thôi thì mấy anh em thèm có dám giữ chân. Tại vì ngày cuối đó thành ra công việc cũng nhiều. Thầy không có muốn giữ chân mấy anh em lại, bởi vì cái thời gian mấy anh em ở đây nó rất là quý báu để thực hiện những cái gì mà mình muốn làm. Chứ thầy biết anh Việt Thảo với lại Kiệt rất là bận. Nhưng mấy anh em bỏ công ăn việc làm ở bên đó sang bên này để thực hiện những cái chương trình mà mấy anh em muốn. Tuy nhiên rằng cái thời gian còn lại của hôm nay thì nó quá ngắn đi. Thầy không có muốn giữ, nhưng mà với tấm lòng thầy, thầy rất là mong mỏi để mình có một bữa ăn trưa để có cơ hội để tâm sự nói chuyện. Dù sao cũng là trưa rồi, tuy nhiên mấy anh em không có thời gian thì con xin không thầy sao. lần tới qua thầy sẽ là người dẫn con đi, lúc đó thầy với con tha hồ mà ăn cơm chung với nhau. Mô Phật xin bái biệt thầy. A Di Đà Phật. Rồi anh em đi ha. Thì sẵn hôm nay thì mấy anh em trước khi đi đó. Trước khi đi thầy cũng xin có một vài phút nha con. Kính thưa quý vị, là hôm nay chúng tôi có một cái tin tức cần truyền tải đến tất cả quý vị là đây là cái nhân duyên gặp anh MC Việt Thảo và Kiệt. Chúng tôi muốn nhờ các anh truyền tải cái một cái thông bạch rất là quan trọng của cái cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ và Canada nói riêng, nói chung là toàn quốc, toàn thế giới. Vào ngày 11 đến ngày 17 tháng 9 năm 2018, khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ do chúng tôi đảm nhiệm dưới sự tinh cẩn của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm của hai giáo hội Hoa Kỳ và Canada cử chúng tôi làm trưởng ban tổ chức cho kỳ khóa tu học này. Và cái kỳ khóa tu học này rất quan trọng, được tổ chức ở tại Alamona Hotel thuộc thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii.
rất mong và rất mong cái sự ghi danh của tất cả quý vị để cho khóa tu học được thành tựu viên mãn. Và xin quý vị nếu muốn thêm biết thêm những cái tin tức thì quý vị có thể lên trang mạng quảngdức.com, quảngdức.com hay hoặc là hoavuu.com, hoavuu.com hoặc là thư viện hoa sen.com, thư viện hoa sen.com. Đây là ba cái trang của mạng của Phật giáo, thành ra xin quý vị lên đó, quý vị click thì quý vị sẽ thấy, hay hoặc là quý vị có thể liên lạc thẳng với chúng tôi là Hòa Thượng Thích Thông Hải, số phone là 808-222-0909, 808-222-0909. Rất mong được đón tiếp quý vị tại thành phố Honolulu, được mệnh danh là Hải đảo Thần Tiên. Khóa tu học được tổ chức tại đây năm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đó các bạn thấy, lâu lắm rồi mình mới nghe một người khác gọi Hawaii là Hạ Quy Di. Cái tên Hạ Quy Di là mình có từ trước năm 1975, khi mà người Việt Nam gọi Hawaii bằng một cái tên tiếng Việt Nam là Hạ Quy Di. Cũng như có cái đàn Hạ Quy Di là cái đàn mà loại guitar mà kéo cái tiếng nó ngân nga. Và cái người dân ở hải đảo này cũng được gọi là người Hạ Quy Di. Lâu lắm rồi, mấy mươi năm mình mới nghe lại cái tiếng Hạ Quy Di đó. Chứ thông thường bây giờ gọi là Hawaii. Hawaii. Dạ. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ. Phải cảm ơn con nghe thọ. Dạ. Cảm ơn Kiệt rất nhiều nghe con. Dạ Hiệp. Dạ. Hiệp chứ. Dạ, 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 dạ. Rồi, vậy là mấy anh em bây giờ đi ha. Dạ. Ít thưa thầy ơi, ít thưa thầy ơi. Người cái, người cái được rồi, dạ. Xin lỗi, dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Hồi nãy có nhắn tên với thầy nói gửi lời thăm cảm ơn với lại xin lỗi thầy phó với lại anh em. Dạ. Rồi đây. Dạ nhiều quá. Học lấy cái lọc đây rồi quản văn lấy cái túi cho mấy anh con. Khoan bây giờ nghe, để con lựa. Lựa gì? Lựa cho mỗi người một cái lọc. Cái này á, cái này là của một thầy bên Việt Nam, thầy mới qua bên này tu học. Thầy đem qua mà cũng rất là ngon. Cái này nó chưa có chín được. Thì mình phải chờ một vài ngày thì đưa cho thọ. Tại vì thọ ở đây. Đúng không? Mang câu nhà đó con. Chú cây giường mình đó. Cái này ăn được liền nè. Ăn được liền, cái này ăn được liền. Rồi. Cái này á là cho anh Hiệp, anh Hiệp muốn chọn cái nào? Anh muốn chọn cái này. Dạ, thanh long. Rồi. Dạ con nhận trái xoài. Rồi. Ok xoài hả thầy? Ý vậy thanh long đi, thanh long ăn liền được. Xoài phải không bà con ăn. Trái này nhỏ lớn quá. Lớn nó mới ngọt. Lớn mới ngọt, dạ mô Phật. Con cảm ơn thầy. Dạ, rồi, dạ. Lọc cho mà. Dạ. Rồi lọc cái cúng Phật rồi đó. Dạ. Rồi thôi mấy anh em đi. Mô Phật, đi. Dạ, 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 dạ. Mô Phật, ngay còn công chuyện. Rồi cảm ơn nha con. Dạ. Thảo rất thích ăn ở Hip Hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất. Lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị. Đau đớn khi bị tai nạn xe cộ. Bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện.
tất cả những gì liên quan tới pháp luật. Xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London, Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nào. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Vietnam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà, và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đó các bạn, chỉ có tại Việt Nam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ, tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer hoặc Anh Pira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù là gạo đầu mùa hay cuối mùa cũng đều thơm dẻo như nhau. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA và FDA. Cho dù cách xa dặn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchoadao.com. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Ngày hôm nay Việt Thảo đã gần 64 tuổi rồi. Mãi tới 64 tuổi nha mới biết được có một cái loại sữa mà nó đặc biệt hơn sữa các bạn đang dùng hàng ngày. Mà cái loại sữa này nó rất gần gũi với sữa mẹ của mình. Đó là sữa dê GAW, một đặc sản của Mỹ, made in USA. Sữa dê GAW là tổng hợp của ba loại sữa goat milk, almond milk và walnut milk, đã tạo nên hương thơm ngào ngạt khi mình uống nó. Ở trong cái sữa dê GAW có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cho người uống tạo được sức đề kháng, tăng cường sinh lực, hồi phục trí nhớ, làm đẹp cả làn da và mái tóc của mình. Ở trong sữa dê GAW đã chứa hơn 35% chất calcium so với sữa bò. Cho nên, sữa dê GAW sẽ giúp tăng chiều cao cho trẻ em, ngăn ngừa bệnh loãng xương cho người già, rất tốt cho người bị dị ứng với lactose và thích hợp cho những ai không uống được sữa bò.
Nếu uống sữa DHEA đông dư mỗi ngày, Việt Thảo tin chắc một điều, nó sẽ tăng cường sinh lực cho giới trẻ và hồi phục sức khỏe cho người già. Sữa DHEA đông dư Made in USA, nên uống mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện minh lời của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo.